À, xin chào mọi người. Đó là cái nhà ở An Lão này á, là An Lão ở đây là một cái vùng đất. Mọi người thường hay bị nhầm lẫn cái từ An Lão này là nhà để dưỡng già là không có đúng. An Lão này là cái nơi là chính xác là quê hương của mình ở An Lão. Nó là một cái huyện ở huyện rất là sâu xa ở Bình Định. Thì cái ngôi nhà này á là của một người bạn mình. Người bạn này học cấp 3 cùng với mình, rồi cùng hai đứa cùng vào Sài Gòn rồi lập nghiệp. Đây là cái mặt bằng tổng thể. À, cái phía trước của mình á là cái nhà thờ đây là thờ hiện hữu, tức là phải giữ nhà thờ đây là không ai được đụng vào hết rồi. Còn cái mình mới làm một cái khối nhà thành hình chữ U để tạo với nhà thờ thành một cái sân trong. Cái tròn tròn mấy bạn thấy trên mái là một cái giếng cổ, giếng xưa, bây giờ thì không sử dụng, sử dụng nước máy rồi, nhưng mà không được phá, phải giữ nó. Thì cái nhà này phải giải quyết được, mình phải cái xây cái nhà này á là phải phụ thuộc vào cái nhà thờ và cái giếng này, phải tìm cách mà giữ được hai cái điểm còn lâu lâu đời đây vậy. À, đây là cái hình tổng thể ở trên mà mình nhìn xuống. Các bạn thấy con đường mà cạnh cái ngôi nhà này nè, thì con đường đó là con đường mới mở. Thì ở trong đó, nó sẽ có một cái đường nội khu. Lúc mà mình với bạn mình về gặp ba mẹ, thì ba mẹ bạn mình là một hai là phải cái hướng vào nhà chính phải là cái đường nội khu. Nhưng mà cái phía trong đó là hướng tây. À, thì mình phải rồi cái đường, tại vì lúc đó nó cái đường này nó ghê lắm, nó vắng lắm, người ta không có thấy được, giống như người ở quê người ta đi người ta thấy cảnh đó, nó thường xuyên quá rồi, đối người ta vậy là bình thường, không có gì đẹp hết, bánh vẽ có đâu mà đẹp, người ta nghĩ như đó. Thì mình phải thuyết phục là à cái hướng đó là hướng đông, view đó là view chính, view đẹp nhất, nơi nhận gió, thì cái nhà mình sẽ mở về cái hướng đó. Mình phải là mọi cái góc chính, mọi cái góc mà cần nhìn của nhà mình là phải nhìn về hướng đó, phải né cái hướng tây đi, và phải nhìn về cái view đẹp nhất, và phải nhận được những cái nguồn gió đẹp nhất, hằng gió hay nhất, mát nhất. Mình cuối cùng là cũng thuyết phục được. Đây là hình tổng thể của ngôi nhà. Đây, phía trước là của nhà thờ, còn xung quanh mình là ba khối nhà. Các bạn thấy cái nhà lọ, cái tầng 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 cao á, thì ban đầu mình đưa ra phương án là mình không có muốn lên tầng, tại vì nó không cần thiết, cái nhu cầu nó không có nhiều đến mức phải lên tầng. Để tiết kiệm chi phí cho bạn mình là mình muốn không lên tầng, nhưng mà đúng là qua công trình mình mới hiểu được là lúc mà mình xây cái nhà này thì là ở cái khu mình nó có một cái thủy điện, là có mùa mưa và mọi người phải sẵn sàng trong cái chuyện là lỡ như cái thủy điện nó vỡ ra thì cái nguồn nước nó ào về một phát thì coi như là nguyên cái thôn này là sẽ nhấn chìm. Ở thì cái nhà mà cao đó, cái tầng lầu đó chính là cái nơi trú ẩn cuối cùng của toàn bộ. Các bạn thấy không? Từ cái bãi bồi lên con đường là khoảng 2 mét, nhà mình là nâng hơn con đường 1 mét, rồi vô trong kia là mình giật tầng lên 1 mét nữa, nói chung nhà mình rất là cao. Nhưng mà mình phải xử lý để cảm giác cái nhà nó thấp lại thôi, thực ra rất là cao. Thì cái cao này á, cái tầng lầu và cái cao này là để giải quyết cái chuyện là người trường hợp xấu nhất của lũ lụt mà nó vỡ đê. Để nó vỡ đê là coi như là khu này là chỉ có cái nhà này cao nhất để mọi người chạy tới đó là tá túc thôi. Đây là mặt bằng của cái tầng 1. Ở phía trước là mấy bạn thấy đó, cái ngôi nhà là cái nhà thờ, rồi mình đi xuyên một cái hồ nước, rồi mình mới, tại vì cái hồ là ở quê mình thì mọi người là thích Hòn Đông Bộ. Nhưng mà mình cũng thuyết phục mọi người ghê gớm lắm, để là không có làm Hòn Đông Bộ mà chỉ làm một cái hồ nước để chơi, rồi để mấy cháu về nó tắm, nó bơi, nó nhảy xuống vậy thôi. Rồi mình đi vào, đi nguyên cái hành lang là mình thấy cái sân trong. Cái nơi đó chính là cái nơi mà mọi người ăn chiều nè, buổi tối nè, ra đó ngồi chơi nè, nhậu nhẹt nè, bạn của ba mẹ rồi tới tụ tập, con cháu ở đó tụ tập. Rồi cái phòng khách là cái view là nhìn thẳng ra cái dòng sông. Rồi cái phòng ngủ bố mẹ, cái phòng ngủ bố mẹ là cái phòng dưới tầng trệt đó, tại vì bố mẹ thì hạn chế lên lầu. Rồi cái không gian chung là không gian giữa, là không gian không tầng đó chính là cái không gian ăn uống trong nhà, nấu nướng rồi coi xem tivi. Ở bên kia là hai cái phòng ngủ của ở hiện tại thì ở nhà này thì có một người em trai đang ở với bố mẹ, thì hai phòng ngủ đó là một phòng ngủ của người em trai, còn một phòng ngủ nữa là của một người chị thỉnh thoảng sẽ về hay thế nào đó. Còn có một cái vệ sinh chung, rồi tất cả giặt phơi là để giặt phơi vệ sinh bếp là đều nằm ở hướng tây hết, để mình nhận cái nắng hướng tây đó. Còn phía sau chính là cái sân vườn để nuôi gà, trồng rau, đủ thứ loại rau cỏ ở đó. Đây là cái phòng khách, tất cả những cái chi tiết gỗ mà các bạn thấy trên hình đó là đều do thợ địa phương làm. Gỗ này là gỗ như mình nói đó, gỗ tập kết 10 năm rồi, năm 10 năm rồi. Đây chính là cái view buổi chiều để ngồi đó rồi để nhìn ra cái núi ở đằng xa xa đó. À, thì cái hàng rào này là mình thiết kế, mình nghĩ ra một cái mẫu gạch để sẵn để tất cả mình đổ khuôn tại chỗ. Thì cái mẫu gạch này là nó đầu tiên là nó đừng có bị xa cách quá,
nó vẫn dẫn được cái thiên nhiên vào. Tại vì nếu mà mình xây một cái tường kính quá thì coi như là cắt cái tầm nhìn luôn, thì cái hàng rào này như có như không thôi. Gọi là chống trộm thì không đúng, tại vì này trèo lên chị trèo xuống đường lắm. Còn đây là cái view từ mình nhìn từ cái phòng sinh hoạt chung, từ cái thông tầng á, mình nhìn thẳng ra cái sân giữa. Thì những cái đồ nội thất trong này á là những đồ nội thất mình có sẵn, những đồ nội thất mà bạn mình từ nhỏ là đã có rồi, thì mình giữ lại hết, mình muốn giữ lại hết những cái đồ đó, mình chỉ làm cho nó mới lại thôi. Đây là cái view mình nói á, ngay chỗ cái giếng này là nó bây giờ mình đậy lại nên nằm ở dưới đó để cho nó an toàn cho trẻ em. Thì cái khu này nè giữ lại để làm cái giếng, để giữ cái giếng lại. Tất cả những cái cây cỏ trong này á là mình và bố mẹ của bạn mình lên núi mà mình đem về mình trồng á, những cái khế này là đào trên núi về đó, khủng khiếp lắm á. Lên đó tự đào tự khiêng về trồng, mà tất cả cây cỏ này tụi mình tự trồng. Cái view này thì cái view là rất là mát, thường là bạn mình ngồi nhậu nhẹt cho mình là ngay chỗ vị trí này. Thì bạn mình cũng chia sẻ là bạn mình làm kinh doanh, thì có những cái đối tác á, hồi xưa là thường là dẫn đi resort, đi nghỉ dưỡng này nha. Từ khi có nhà này thì bạn mình thay vì dẫn đó dẫn về đây luôn, về đây luôn. Tại vì thì đó cảnh nó cũng đẹp vậy thôi, thì người ta thích vậy. Thì bạn mình khi mà căng thẳng trong cuộc sống công việc thì cũng về đây luôn. Nói chung là cái nơi đúng là cái nơi để bạn nơi để trở về. Hồi xưa thì một năm thì rất ít về, nhưng mà hồi bạn mình chia sẻ là từ khi trình xong đó thì một năm bạn về rất là nhiều lần. Đây là cái view mà nhìn từ phòng thờ, nhìn ngược lại cái sân, cái khu vườn phía sau. Thì không gian của mình là đều mở hết, là sân sân trong mở mái ngói. À, mình chia sẻ về cái ngói. Thực ra lúc mình ra phương án concept của cái nhà này á thì mình xài ngói đất, mà ngói đất ở địa phương. Tại vì mình hồi xưa quê mình vẫn có cái lò gạch sản xuất ngói, nhưng mà khi giờ đó mình tìm hiểu á, cái chất lượng đất mà để làm ngói á bây giờ nó hết rồi, người ta đào người ta khai thác kinh quá. Thì bây giờ là những cái ngói mà bây giờ làm á là ở quê mình á, nó không có bền, nó sẽ bị mục, trong vòng vài năm nó bị mục, dẫn đến là mình phải xài một, có hai phương án xảy ra. Là một á, là mình phải xài ngói nhập từ Đồng Nai đem về thì giá rất là cao. Thứ hai á, là phải xài những ngói có thông dụng ở địa phương này, thì mình phải xài cái ngói ở địa phương có sẵn. Là cái ngói này không đúng ý đồ nhưng mà phải xài. Rồi cái như cái mái bê tông thì đầu tiên mình cũng muốn vẽ mấy công trình như nãy hình bên những cái hình mà nhà truyền thống, mình cũng vẽ mấy ngói rồi vì kèo gỗ rồi, nhưng mà không được, gỗ khủng khiếp quá, lượng gỗ mà để bỏ ra cho cái nhà này nếu mà làm đúng như ý đồ thiết kế mình mong muốn thì nó quá nhiều đi, và nó tốn một cái chi phí, nó chắc đó là đi phá rừng hay sao mới ra được cái lượng gỗ đó, nên là phải đổ bê tông. Thì đổ bê tông thì nó dẫn đến câu chuyện về đổ bê tông. Thì mình nói là thợ của mình là thợ làm công trình này là thợ thợ gạch thôi, thợ quầy quầy thợ 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 vườn mà. À, họ đâu có đổ được những cái bê tông như mình mong muốn. Ví dụ như trong cái kết cấu mà mình gửi về, mình muốn mong muốn một cái mái nhẹ nhàng trong một cái khu đất nhẹ nhàng. Tại công trình mình là mình nghĩ là mình sẽ hướng tới sự nhẹ nhàng để mình tôn vinh cái thiên nhiên lên, nhưng mà không làm được, không, người ta không có đổ được những cái độ mảnh như mình mong muốn. Thấy cái cột hay cái mái đồ nó đang vượt ra cái tỷ lệ mình, nhưng mà phải chịu, phải chấp nhận. Đây là những cái cảnh ở sân trong. Thì thật ra là đó, mình cái góc nào đứng mình cũng thấy thấp thoáng ở đằng xa cái núi, cái đồi, cái bãi. Đây là cái buổi chiều. À, đèn đây là mình mua, mình trực tiếp mình lựa mua từ ở trong 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 Sài Gòn đem về. Còn cái sân với lại cái hiên rồi đá đó là chính là mình mua ở địa phương đó. Thì buổi chiều mưa nó lắc phắt đó, nên cái sàn nó ướt, nó dẫn đến như cái mặt gương vậy đó. Đúng Hiểu nó. Cái ánh sáng mình lựa cho cái nhà này là ánh sáng trắng ấm. Câu chuyện ánh sáng cũng là một câu chuyện rất là phức tạp. Đầu tiên là mọi người quen xài bóng tiếp ánh sáng trắng, ở quê là mọi người đều xài ánh sáng trắng hết. Bây giờ mình phải thuyết phục sao đây, ánh sáng trắng nó lên nó sẽ không, nó làm mất cái chất vật liệu của mình. À, mình sẽ làm cho mỏi mắt. À, thì mình bây giờ mình thuyết phục bố mẹ là phải xài đèn led ánh sáng trắng ấm. À, đầu tiên đó là khi gắn lên chê quá trời, sao tối thui vậy, sao nhà gì phải trắng bóc mới được. À, sau đó một thời gian thì gọi vô nói là ok giờ đẹp lắm, giờ thấy dễ chịu, qua cái nhà làm ánh sáng trắng là khó chịu, không muốn muốn về nhà liền. Cái sân buổi tối, thật ra nó có bộ bàn ghế ở trước á, nhưng mà muốn thể hiện cho nó tinh khiết cái không gian nên mình muốn dẹp ra nhé. Có bộ bàn ghế để ngồi uống trà nè. Đây là những cái khoảng không gian ở sân ở giữa. À, đây là những cái vòm cong. Mình nói là một chút biến tấu là vậy đó, tức là bình thường mọi người ở trước ta sẽ là cái hàng hiên cột gỗ. À, thì mình để cho cái nhà mình nó mềm mại nhẹ nhàng á, và mình phải bo tròn nhẹ tất cả các cạnh cột để là tạo ra cảm giác nhẹ nhất có thể. Còn đây là cái tầng lầu. Lên lầu đây là một cái phòng ngủ cho cái anh con trai lâu lâu anh về. Thì nó có một cái hành lang đi qua cái thông tầng và qua một cái không gian nữa, là cái không gian lỡ mà khách khứa đông quá thì trải nệm cho mình nằm. Bên cạnh đó là cái nhà vệ sinh.
tất cả của cái vệ sinh ra đều vệ sinh chung hết, để tại vì khi mà cái lễ Tết rồi đó thì cái rất là đông đông người lắm, nên thành ra là mọi cái nhà vệ sinh là phải phải tách ra để cho mọi người cùng đồng thời sử dụng được. Đó, đây là cái view mà trên thông tầng, những cái mái gỗ, những cái cửa lá sách này đều là thợ địa phương với chủ nhà tự làm, rất là công phu cũng cực khổ. Đây là cái không gian buổi chiều nhận được nắng hướng tây phía sau nó chiếu tới, mình ở dưới phòng khách, ở phòng ăn nhìn lên ngôi nhà này là lấy sáng nhưng mà mình cũng hạn chế lấy nắng, tại vì á là nắng ở miền Trung thì mình cũng sợ, thành ra là những cái sáng này á là những cái chỗ mà lấy sáng nhiều nhất là lấy sáng ở hướng đông, còn thật ra ở hướng tây mình che hết rồi. Hạn chế nhận ở những cái view này là view nhìn về mặt trời mọc á, chứ không phải là mặt trời lặn. Mặt trời lặn là nằm khuất ở sau, rồi mình chỉ giấu những khối nhà vệ sinh, khối giặt phơi về phía đó để cho lấy sáng nhiều nhất, thì hệ cửa nó sẽ lớn hơn. Chọn những cái góc nhìn mà nhận được ánh sáng của mặt trời buổi sáng sớm kiểu như vậy đó, rồi đừng có làm đặt các khu nhà quá, tách các khu nhà ra để cho cái ánh sáng nó tràn vào nhiều hơn. Thì trong cái khung hình của mình này rất là nhiều món đồ, như giờ mình nhìn vô đây là mình thấy rất nhiều cái món đồ mà kỷ niệm, toàn là đồ kỷ niệm thôi, đồ của nhà giữ lại, cái khúc cây, cái ghế, cái bàn ăn, cái tủ giày, toàn là những cái món đồ mà gắn bó với cái người bạn của mình rất là lâu, giờ mình chỉ sơn sửa lại thôi, mình giữ lại luôn, không cần có đóng thêm đồ. Đây là cái view từ cái phòng của bạn mình nhìn ra. Hồi xưa mình cũng có phương án là vẽ cho nó thành chữ L, cho cái chữ cái khung tranh nó dài ra, nhưng mà sao không không được hồi đó không dám làm, cái gì cũng cũng sợ, tại vì kỹ thuật xây dựng xa Sài Gòn là một vấn đề, nhất là ở những cái vùng mà hẻo lánh như cái quê mình, và cái tất cả các mặt cắt của công trình. Đây là cái cảnh mà mình đi xa, đi từ cái bãi bồi mình nhìn ngược cái nhà mình, hơi nổi bật so với khung cảnh xung quanh. Là buổi tối lên đèn, các bạn trước phía trước là cái nhà thờ đó, thì vì ở sau làm những cái đường cong vòm nên trước mình cũng phải tạo ra một cái ngôn ngữ chung, để bạn thấy nó rất là nhiều cái cốt cao độ, để lên tới rất là nhiều cốt để tới cái nhà, để ngừa những cái trường hợp như mình nói đó, là trường hợp là nước nó tràn vô, thì cái mùa lũ lớn nhất là nước đã tràn vô tới sân rồi đó, nó vẫn chưa lên cái cốt cao của nhà mình. Hay là cái góc nhìn từ phía sau nhìn ngược lại cái công trình của mình từ cái sân sau. Đây là cái vòm vào buổi tối, thì công trình mình chia sẻ với bạn thì chỉ có bao nhiêu đó.